Năm học mới 2023-2024, toàn tỉnh Kon Tum có hơn 166.000 học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm hơn 70%. Để hạn chế tình trạng học sinh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nghỉ học, bỏ học, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Huyện nghèo Tumorong có 24 trường học, gần 8.400 học sinh, trong đó có hơn 98% là đồng bào dân tộc thiểu số. Để thu hút các em đến lớp, các trường đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp, đặc biệt là chú trọng công tác tuyên truyền, vận động học sinh, cha mẹ học sinh quan tâm nhiều hơn đến việc học tập của con em. Từ đầu năm nay, tỷ lệ học sinh ra lớp toàn huyện đạt trên 94%. Các em mà thường xuyên vắng học thì nhà trường cũng đã có kế hoạch và chỉ đạo cho giáo viên chủ nhiệm là mình xuống dưới thôn, dưới làng, gặp gỡ với thôn trưởng, bí thư chi bộ, người có uy tín và đặc biệt là phụ huynh học sinh để tuyên truyền, làm tốt cái công tác tuyên truyền để phụ huynh họ nhận thức được cái việc học của con em mình. Thì khó khăn nhất là do cái địa bàn là nó sông suối rồi nó cắt trở qua sông qua suối. Thứ hai nữa là sạt lở, cho nên là về mùa mưa là rất là khó trong cái công tác mà để tiếp cận đến các cái điểm thôn làng. Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum chỉ đạo các trường học tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa để các em được trải nghiệm, sáng tạo, từ đó thu hút và lôi kéo học sinh đến trường. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt công tác bán trú. Đây được xem là chìa khóa để duy trì sĩ số học sinh. Nhà trường phải chủ động linh hoạt các cái kế hoạch dạy dạy, làm sao phù hợp với cái thời vụ, mùa vụ, đặc biệt là cái dịp lễ hội của bà con. Chúng tôi vẫn phải tiếp tục có những cái nỗ lực tham mưu các cấp có thẩm quyền trong tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất. Phía ngành thì cũng tiếp tục đổi mới các hoạt động giáo dục để học sinh đến mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui. Các con có động lực, tạo được động lực học tập trong học sinh, giữ được cái động lực đó để các con đến trường. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tỷ lệ duy trì sĩ số ở các cấp học trên địa bàn tỉnh Kon Tum luôn được đảm bảo với hơn 95%. Đây là tiền đề để tỉnh từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là đối với học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.